cô gái đến từ hư vô 2 gây sốc với tình tiết nam giới sinh con, phim Nam Mỹ còn chưa làm được. Nhân vật trung tâm của cô gái đến từ hư vô là Nano, do Chicha Amatayaku đóng, một học sinh mới chuyển trường. Nano xinh xắn, thông minh và tò mò. Tuy nhiên, thân phận nữ sinh chuyển trường chỉ là vỏ bọc che giấu con người thật của cô. Dù mùa 1 không dành thời gian làm rõ, khán giả vẫn đủ hiểu Nano thực chất là thực thể hắc ám với nhiều năng lực siêu nhiên, hễ cô xuất hiện ở đâu, nơi ấy sẽ xảy ra bi kịch. Và không phụ sự kỳ vọng của khán giả, bộ phim Cô gái đến từ hư vô phần 2 vừa ra mắt đã tiếp tục mang đến cho khán giả nội dung vô cùng hấp dẫn cùng những cú cua gấp khiến người xem té ngửa. Ngay từ tập đầu tiên, khán giả đã ngỡ ngàng trước chủ đề mà đạo diễn lựa chọn, nam giới mang thai do quan hệ bừa bãi. Cụ thể, chàng trai xấu số này không ai khác chính là Terrarol Suppapunpinyo, người vào vai Pat trong bộ phim điện ảnh Thái Lan nổi tiếng Thiên Tài Bất Hảo. Ở Cô gái đến từ hư vô phần 2, anh chàng hóa thân thành Nanai, cậu học trò hư có lịch sử tình trường dài vạn dặm, chuyên gạ gẫm tình một đêm với các bạn học nữ rồi phủi mông bỏ đi như không hề có chuyện gì xảy ra. Điều gì đến cũng phải đối một lần, Nanai khiến cho bạn tình của mình có bầu. Tuy nhiên, Nanai lộ rõ bản chất thai hư khi thản nhiên nói chúng ta chỉ vui chơi qua đường thôi và thoái thác trách nhiệm liên quan đến cái thai, khiến bạn nữ vô cùng đau khổ. Biết được điều này, Nano đã dùng chiêu gậy ông đập lưng ông cực gắt cho Nanai một bài học. Sau khi gạ gẫm Nanai cùng quan hệ tình dục với mình ở trường, Nano thản nhiên bỏ đi, cậu bạn cũng không hề hay biết rằng bản thân đã gặp phải họa lớn. Thời gian trôi qua, Nanai ngày càng thấy bản thân biến hóa, bụng to ra, lại hay có cảm giác khó chịu, muốn nôn mửa khi ngửi mùi thức ăn. Cho đến khi không thể chịu đựng, Nanai đến viện khám và phát hiện một tin động trời, cậu đang mang thai. Theo logic, cái thai này không ai khác chính là của Nano. Nhưng khi biết được, cô cũng chỉ cười nói rằng cả hai chỉ có tình một đêm qua đường, không cần chịu trách nhiệm với nhau. Nanai tuyệt vọng ôm bụng bầu trở về, chịu sự bàn tán, miệt thị của người xung quanh và cả áp lực từ phía gia đình. Cậu thậm chí nhiều lần muốn phá bỏ cái thai nhưng không có tác dụng. Mãi đến một ngày, Nanai nhận được bức thư nói rằng hãy đến gặp người phụ nữ trước đó mà mình từng quan hệ. Ban đầu, cậu nghĩ ngay tới Nano nhưng chỉ nhận về sự từ chối. Trên đường về, Nanai gặp lại Pick, cô bạn cũ giờ đây đã ôm bụng bầu lớn giống hệt Nanai. Lúc này, Nanai khổ sở nói lời ăn năn, xin lỗi vì những gì đã gây ra cho cô và được Pick chấp nhận. Tưởng rằng sau khi bị trừng phạt và nhận ra lỗi sai, Nanai sẽ được phá bỏ cái thai và trở về trạng thái bình thường. Nhưng không, Nano tiếp tục khiến cậu lớn bụng và sinh con như một người phụ nữ. Chẳng những vậy, Nanai còn phát triển tuyến ngực và cho con bú như một bà mẹ bỉm sữa thực thụ. Tình tiết nam giới sinh con từng xuất hiện trong truyện Đam Mỹ, thể loại sinh tử văn và được đông đảo hồ nữ yêu thích. Tuy nhiên, việc nam giới sinh con được chuyển thể lên phim rất hiếm, thậm chí chưa bao giờ có trong phim Đam Mỹ. Vậy mà, Cô gái đến từ hư vô phần 2 không những làm được điều đó, lại còn bonus thêm cả tình tiết sản nhũ, nam giới phát triển tuyến sữa. Điều này khiến không ít khán giả kinh ngạc khi theo dõi tác phẩm ra mắt năm 2018. Tác phẩm gồm nhiều câu chuyện ngắn, xoay quanh những góc tối học đường như nạn que cóp, bắt nạt, tham nhũng, bệnh thành tích, tình dục tuổi vị thành niên. Tại Việt Nam, phim còn được biết đến với tên gọi Cô gái đến từ hư vô. Theo thống kê của nền tảng, trong vòng 24 tiếng, phim đã vươn lên vị trí thứ 8 trong top 10 tác phẩm có lượt xem đông nhất tại Việt Nam.